Rồi, chào các bạn, ở đây hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một màn ảo thuật. Thì đầu tiên ở đây mình sẽ kênh bộ bài để làm nhiều phần như thế này. Rồi, sau đó mình sẽ nhờ khán giả chia bộ bài làm 4 phần, 4 phần đều đều nha, như thế này. Rồi mình sẽ nhờ khán giả lật mỗi quân bài trên đầu của mỗi phần. Rồi bây giờ mình sẽ nhờ khán giả chia xuống số lá bài mà được, số lá bài cũng đồng với số ba số mà họ chọn. Đây mình sẽ chia xuống 2 lá và bỏ mỗi bên 1 lá. Rồi ở đây mình sẽ chia xuống 3 lá và bỏ mỗi bên 1 lá. Thì các quân hình này thì được chọn là số 10 nên chia xuống 10 lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bỏ mỗi bên 1 lá. Rồi ở đây là 6 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và bỏ mỗi bên 1 lá. Mình sẽ nói với khán giả là bài là do họ chọn, số cũng là do họ chọn, bài là do họ chia. Mình không hề đụng đến bộ bài đúng không? Bây giờ mình sẽ quá phép búng tay cái và lật lên tất cả quân bài trên đầu. Ở đây mình có 4 con áp khán giả đã chọn. Rồi rồi sau đây là setup cho trò thật chưa. Rồi thì ở đây mình cần có 4 con áp, mình sẽ bỏ nó vào trong bộ bài như thế này và 3 con bài bất kỳ cộng với 1 quân 6. Rồi mình sẽ đến với khán giả, mình sẽ nói bây giờ mình sẽ diễn cho bạn xem một màn ảo thuật. Thì đầu tiên mình sẽ kênh bài là như thế này, kênh bài giả, hay bạn có thể làm động tác nào đó bất kỳ, bạn có thể giữ được bộ bài của bạn, setup của bạn ở trên đầu như vậy cũng được, như thế nào đó tùy các bạn. Rồi bạn sẽ nhờ khán giả chia bộ bài ra làm 4 phần cộng nhau. Hai bàn nhau nha các bạn, 4 phần. Rồi vậy bạn sẽ lật, nhờ khán giả lật mỗi quân bài trên mỗi tù bài. Rồi các bạn nói với khán giả là những quân hình này đều cộng là 10 hết. Ở đây bạn sẽ nhờ khán giả chia lá bài xuống tương ứng với số mà họ bắt được. Dù đây là 8 lá thì mình sẽ chia xuống 2 lá là 10, à là 8 lá. 6, 7, 8 và bỏ mỗi bên 1 lá. Ở đây sẽ là 10 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu thiếu bạn có thể bóc tụ ở bên là 10. Rồi mình sẽ nhờ tụ ở bên đi xuống đây mỗi bên 1 lá. Rồi ở đây là 10 lá. Mình sẽ chia xuống 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và bỏ mỗi bên 1 lá. Ở đây mình sẽ chia xuống 6 lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bỏ mỗi bên 1 lá. Rồi, bạn nói với khán giả là số do họ chọn, bài do họ chia. Bạn không hề đụng đến bộ bài. Giờ bây giờ mình bắt đầu quá phép gì đó chẳng hạn, búng tay một cái. Mình sẽ lật những quân bài lên, họ sẽ rất là ngạc nhiên, ồ tại sao làm được như vậy. Thì mình nói đây là một cái màn ảo thuật ngẫu nhiên do khán giả làm, mình không hề đụng đến bộ bài. Rồi chào các bạn.